Bạn đang tìm màn phim chính hãng có màn hình mà giá chỉ hơn một củ? Thế thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua Edra EK375 Pro 31. Với hai phiên bản Alpha và Beta cực kỳ đẹp mắt, đi kèm với bàn phím là một chiếc đầu thu USB receiver mà bạn chỉ cần cắm vào cổng USB của máy tính là có thể sử dụng được ngay. À, anh em đừng quên cả công tác điều chỉnh chế độ kết nối ở dưới đáy bàn phím nhé. Ngon, bổ, rẻ lại còn đẹp. Thế thì không biết tiếng gõ sẽ như nào nhỉ? Để mình sao test ba loại switch cho anh em nghe thử nhé. Sao test rồi thì đến chỉnh LED thôi nhỉ. Mọi người chỉ cần giữ tổ hợp phím FN và mũi tên trái phải để lựa chọn chế độ cần điều chỉnh, ví dụ như là các chế độ hay là màu sắc của LED, độ sáng tối hay là nhanh chậm của LED. Sau đó giữ tổ hợp phím FN và Enter để lưu lựa chọn của mình. Chỉnh ngôn ngữ sang tiếng Anh chứ, tiếng Trung là hơi khó dùng đấy nhá. Còn nếu như bạn muốn chỉnh bằng tiếng Việt thì bạn có thể đặt driver mà mình đã đính kèm ở phần mô tả của sản phẩm. Tải driver về máy tính và cài đặt, kết nối bàn phím về máy tính bằng dây cáp đi kèm là có thể chỉnh được rồi. Đừng quên cắm dây và chuyển sang chế độ USB đấy nhá. Để chỉnh hình ảnh hiển thị trên màn hình, anh em chọn phần TFT ở driver, ấn nhập, chọn file GIF, nhớ là file GIF đấy nhá. Rồi ấn tải lên bàn phím, đợi một lúc và thành quả đây. Ngoài ra anh em có thể cài đặt phím theo ý thích của riêng mình, cài đặt macro hay là cài đặt đèn LED nhảy theo nhạc như thế này đây. Bàn phím còn có thể kết nối bằng Bluetooth bằng cách giữ tổ hợp phím FN với phím W, E hoặc R. Chỉ cần làm như hướng dẫn, anh em đã có thể kết nối bàn phím với điện thoại, laptop hoặc những thiết bị có Bluetooth khác. Đẹp mà quá tiết lợi phải không nào? Thế nên đây là một sản phẩm chắc chắn bạn không thể bỏ qua nếu như...